Khán giả nói về cái vấn đề ông cái vấn đề này đó thì đây là một cái chuồng bịp mới đòi lại tài sản ở Việt Nam của ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thì ông xưng là ông tiến sĩ thôi chứ tôi cũng chưa biết, chưa thấy ông ăn mừng cái bằng tiến sĩ của ông hồi nào. Mà hồi xưa thì chỉ nói là giáo sư hay là cái gì, có Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch của cái hội Boat People SOS, tức là cả Ủy ban Cứu nguy người vượt biển. Vâng, cảm ơn Hoàng Công Cường và Nguyễn Ngọc Bảo Trâm. Cảm ơn cái hình sáng ngày mới chụp con Teresa cho chị đó, hồi này được ai ăn cho ăn gì mà bảo nó béo thế không biết nữa. Cái hồi mà đi tới gặp ông Nguyễn Đình Thục với lại Đặng Hữu Nam thì người ốm ốm, bữa nay thấy cái hình của bên Nguyễn Ngọc Bảo Trâm đưa lên hai cái đùi nó to chật ních luôn, cả cái quần jean muốn rách ra luôn, tội nghiệp. Cái mũ này đâu có lạ, này đây này, coi lại kỹ đi nha. Cái biểu hiệu của không quân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Tôi sẽ đội cái mũ này để đi ra Trường Sa. Vâng, ngày hòa thưa quý các bạn. Thấy cái hình Teresa rồi, hôm qua thì KBC Hải ngoại đã đưa lên cái bản tin rồi. 10 tên nó bị bắt này. Thằng Trương Văn Dũng á, lúc bị bắt thì mặt tái xanh tái mét, lắp ba lắp bắp, đi ra khỏi công an cái thì lại cái miệng lại bô bô lên gọi cho đài BBC. Tôi nhất định không khuất phục, tôi nhất định đài BBC nó là cái báo bồn cầu, nói ở trên đó thì nó toàn là mùi thum thủm, chưa nói nó đã thủm rồi đấy, nói nó còn thủm hơn nữa. Vâng, người ta nói mình đi bán đảo thì thôi đi, mình đi đội cái nón này để mình bán mic 17 của bác. Đây là cái mũ mà Trung tướng Nguyễn Đức Soát khi mà đi tới quận Cam cũng như là ở San Diego. Có nghe báo cáo Nguyễn Ngọc Bảo Trâm. Mà có người ở Nghệ An báo cáo cho chú hết. Thế nhưng mà chú không có nói gì hết, tại vì nếu mà nói ra đó thì người ta sẽ biết cái người báo cáo là ai. Vâng, đây là cái mũ và thưa quý khán giả, ngày hôm qua và ngày hôm nay có rất nhiều mấy anh Việt Nam Cộng Hòa đi vào trong cái YouTube mà KBC Hải ngoại độc quyền duy nhất quay từ đầu đến cuối cái buổi giao lưu giữa các cánh chim sắt của quân đội nhân dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cùng với lại các cánh chim sắt của Hải quân Thủy quân Lục chiến và Không quân Hoa Kỳ. Thì một số người đã hỏi tại sao không có Không quân Việt Nam. Câu hỏi rất là đơn giản, nhưng mà nó đánh động vào một cái vết thương rất lớn. Nhưng mà câu trả lời chúng tôi cũng lại cũng rất đơn giản. Tại vì cái chủ đề của cái buổi họp mặt ở trên cái tàu hàng không mẫu hạm USS Midway đó, nó mang cái chủ đề gọi là From the Dogfight to Detention. Từ những cuộc không chiến đến những cái bắt tay hòa bình. Kể cả Mỹ nữa nha. Thành ra bởi vậy đó, các bạn mà theo dõi đó, Y Hùng Hara, theo dõi KBC Hải ngoại những năm nay vừa rồi đó. Tại sao có những bản tin mà KBC Hải ngoại mớm chiếc
Chỉ 1-2 tháng sau nó xảy ra đúng như vậy. Chẳng qua là tại vì mình chẳng tài giỏi gì hết, tại vì mình ngồi đây mà, nhưng mà mình có những nguồn tin rất là tốt. Vâng, thì thưa quý khán giả, bây giờ mình nói chuyện trở lại cái vấn đề mà tại sao mà họ lại chọn cái hàng không mẫu hạm USS Midway. Tại vì cái hàng không mẫu hạm này đó là nó có một cái lịch sử là nó đã đón những người tị nạn cách đây 42 năm, 43 năm. Đó. Hơn 42 năm về trước. Đúng ra là 42 rưỡi năm ở ngoài Biển Đông. Và nhờ cái những cái hàng không mẫu hạm này đó, một số đồng bào đã được vớt lên và đã đưa tới Mỹ. Thế nhưng mà khi mà họ tổ chức như vậy thì tại sao cộng đồng Việt Nam không tới? Bởi vì ngày 30 tháng 4 thì kéo ào ào tới xin tổ chức ở trên nó, xin treo cờ trên nó. Vì lịch sự họ cho. Vâng, các anh muốn kỷ niệm lại một cái hình ảnh cách đây 42 năm chúng tôi cho. Nhưng mà họ không cho chào cờ quốc. Họ cho treo nhưng mà không cho chào. Tại vì USS Midway nó là thuộc về cái tài sản của chính phủ Hoa Kỳ. Mà chính phủ Hoa Kỳ đã có bang giao với Việt Nam. Thì trên nguyên tắc, cái protocol, tức là cái thủ tục nghi lễ, là bất cứ nơi nào thuộc về chính phủ Hoa Kỳ thì sẽ không có cái chuyện mà quý vị được cử hành lễ chào quốc kỳ và hát quốc ca của một quốc gia mà đã không còn hiện hữu nữa. Họ không nói là cộng Việt Nam Cộng Hòa là thù nghịch, họ nói Việt Nam Cộng Hòa là heritage, tức là truyền thống. Truyền thống tức là cái chuyện nó đã qua rồi, hết rồi, nó là đã kỷ niệm rồi. Tôi vẫn công nhận Việt Nam Cộng Hòa của các anh, nhưng mà cái Việt Nam Cộng Hòa của anh là một cái truyền thống. Các anh không tin à? Và coi cuốn The Việt Nam War đi. Chúng tôi có 9 tập đấy. Của một cơ quan tư nhân họ làm chứ không phải của chính phủ Mỹ làm. Và họ đã nói rõ rồi. The Việt Nam War là cái gì? Là một cái sự thất bại của chiến tranh quy ước trước một cái chiến tranh du kích. Chiến tranh nhân dân. Một chiến tranh quy ước, họ tưởng rằng dùng những ồ ạt đổ vũ khí vào Việt Nam rồi với lại một cái lực lượng tinh nhuệ 500.000 quân, có tổng số là đúng ra đó là 600, trên 670.000 lính Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam. Nhưng mà cao điểm nhất trong lúc ở Việt Nam là khoảng 500.000. Và rốt cục rồi đó thì hậu quả là cái gì? Hôm qua có người vào chửi tôi sau khi nghe tôi và anh Bình Hồ nói chuyện. Tôi đã kể lại cái chuyện mà tại sao cái hai cái bom CBU nó nổ ở ở ở Long Khánh. Rất tại sao rồi tại sao quân lực Việt Nam Cộng Hòa đánh giật cái là quá giỏi mà khiến cho cái là người ta phải thả hai cái bom CBU xuống. Anh ta viết một cái bài rất dài. Tôi không cho đăng. Địt mày Nguyễn Phú Hùng tại sao không cho đăng? Tôi không trả lời. Bởi vì là cái chửi thề rồi thì tôi không trả lời. Bất cứ người nào mà chửi thề rồi thì tôi không nói chuyện. Nói chuyện với tôi phải nói lịch sự, nói văn hóa. Đừng có chửi thì tôi nói rằng á, cái Điện Biên Phủ đó có 56 ngày họ mới mất. Họ bị mất trong vòng 56 ngày với một cái lòng chảo Điện Biên Phủ. Cái diện tích quá nhỏ như vậy. Trong khi Việt Nam mình cả một cái miền Nam từ cái Quảng Trị đi vào, từ sông Bến Hải đi vào trong 55 ngày, 7 triệu. Vâng, nửa triệu quân chính quy US. Đúng ra thì
có nhiều thành phần nó họ tham chiến cách gián tiếp, chẳng hạn như ở trên hải quân, ở trên tàu, họ yểm trợ bằng súng canông Đại Bác. Đó là cái câu chuyện mà hôm qua tôi nói chuyện với Hồ Công Bình, Hồ Ngọc Bình ấy. Còn có những cái điểm nữa mà chúng tôi không nói tới này. Quân đội Bắc Việt không có phi cơ, không có không quân, và họ không không có hải quân luôn. Chứ nếu mà họ dùng tới luôn cả hải quân không quân nữa thì chắc là mình Việt Nam đã xong rồi, từ năm 1968 chứ không phải đợi năm 75 mới xong. Chào Mai Thọ. Thì anh ta viết một cái bài, anh bảo mày là thằng lính biệt động quân cấp thấp nhất của binh chủng biệt động quân, mày biết cái đéo gì mà nói. Thì tôi nói thiệt, ngay cái vấn đề anh ta mở cái bài viết ra, anh đã cho tôi á, không phải là mình ham cái cấp bậc không cái gì, đây rất nhiều thằng biệt động quân ở đây, và tôi đã từng được bầu làm chủ tịch hội biệt động quân Nam Cali. Vậy thì các ông trung tá, đại tá biệt động quân ở đây đều là ngu hết hay sao, để cho một cái thằng lính nó lên nó cầm đầu cái hội biệt động quân à? Nói mà nói ngu mà cũng thích nói. Thành ra đó, tôi nói cho các bạn đã biết để các bạn nhìn thấy rằng khi mà mình muốn nói chuyện với người ta đó, thì hãy tôn trọng sự thật. Ngay mở đầu ra cái là bạn đánh phủ đầu rằng tôi là một thằng lính biết đéo gì mà nói. À, thì đã không, đã như vậy thì thôi còn viết để làm cái gì, viết một cái dài, bức thơ dài lắm. Trang Giang Đại Hải này, cái này, rồi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa như thế này, rút đi chỗ này này kia, rút cả cái mà khi mà anh viết ra nhé, rút từ Tây Nguyên về rồi Phú Bổn, rồi rút về từ Đà Huế Đà Nẵng vào trong Nha Trang này kia, thì vào tới Xuân Lộc thì nói xin lỗi anh, khi anh nói chữ rút là cái gì, tại sao phải rút, thắng hay sao phải rút, trận đánh trận chiến thắng cuối cùng ở Xuân Lộc, nó xin lỗi chiến thắng mà tại sao lại chạy qua đấy, chiến thắng là tại sao lại là cái đi ra ngoài chiến hạm. Khi mình chiến thắng tức là có một bên đầu hàng đúng không, ai đầu hàng, mình đầu hàng rồi thì làm sao mà chiến thắng. Người ta nói rằng một cuộc trận chiến kéo dài và cái người chiến thắng cuối cùng là cái cuộc chiến thắng của cả một cái trận chiến. Đức không? Đại nhị thế chiến Đức thắng, thắng lung ta lung tung hết, thắng chạy qua tới tận bên Nga, tới Stalingrad thì bị gục ngã. Thì như vậy là có chiến thắng không? Anh chiến thắng 10 trận chiến mà anh thua một trận cuối cùng thì thôi, cũng bỏ. Có gì đâu mà phải khoe. Cứ bảo tôi là cái chiến thắng cuối cùng đó là nói lên tinh thần đoàn kết của dân chúng, của quân dân miền Nam. Đoàn kết đâu mà kết. Tướng chạy theo đường tướng, quân chạy theo bằng quân, hay chào bằng Nguyễn. Tướng chạy trước, quân chạy sau. Tướng Ngô Quang Trưởng ngất xỉu luôn tại bệnh viện ở tại Đà Nẵng, ngay trên tàu Đà Nẵng. Hà Sau Hòa đây này, đại úy Hà Sau Hòa là sĩ quan tùy viên của ông Ngô Quang Trưởng ở đây đấy, học văn chương trinh Đà Nẵng với tôi. Nó cõng ông Trưởng chạy ở bãi biển Thuận An, cất xỉu đó, nằm rã người sụi lơ trên lưng của thằng Mai Hà Sau Hòa. Chạy ra cái xuồng nhỏ để đưa ra ngoài bờ biển. Đừng cái chọc Nguyễn Phú Hùng lên để kể hết cái câu chuyện, kể những cái chuyện thâm cung bí sử này. Hôm nay tôi nói cả cái cộng đồng này, cả một cái đảng Việt Tân này bởi vì không có gì mà tồn tại
theo không có gì mà không trưởng thành theo năm tháng, mà không có một cái dối trá nào mà tồn tại với thời gian được. Ngày hôm nay thì tất cả mọi người nhìn thấy rồi, Việt Tân nó là cái gì? Kẹo Hoàng Phan, mọi người nhìn thấy rồi. Nguyễn Thanh Tú đánh một cái tất cả những cái vòi bạch tuộc rụng hết. Tuần trước Trịnh Hội phải hủy bỏ chương trình văn nghệ ở bên Washington DC. Cái đó không phải công của tôi, công nó của Ngô Kỷ đó. Ngô Kỷ đánh ông Đức, ông Phạm Quốc Tuấn về cái vụ mà Christmas Gloria thâu được 375.000, bây giờ mới ra CD nữa, hôm qua quảng cáo sùm đến. Ra CD bán thu tiền tiếp. Qua lên trên đọc đăng bài phát thanh Việt Nam đọc. Quý vị nào chưa tới coi cái chương trình Vọng Giáng Sinh Gloria 3 đó, thì quý vị vẫn có thể mua được cái DVD. Xin lỗi. Đi lên trên YouTube download xuống một cái là xong cái rẹt. Bạn nào không cần phần mềm để download, nói nhà báo, tôi cho. Download cái gì cũng được hết. Miễn sao mình download về mà mình không mang đi phát hành, không đi bán. Thì bây giờ lại đi kiếm tiền. Cái nói là tôi, mình là người sự thật. Bác Cường lần nào hội luận cũng bảo ông biết quá nhiều. Mà cái người biết quá nhiều là rất bị nguy hiểm, giống như là bố của Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Đạm Phong, là ký giả Đạm Phong. Nhưng mà chuyện Đạm Phong là khác. Cái thời điểm đó là thời điểm là cái gọi là huy hoàng của K9, tức là K9 của ông kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Thời đó thời của cái mặt trận đang lên đỉnh cao mà. Lúc đó đó Nguyễn Cao Kỳ cũng được mời. Ông không nhận lời. Tờ báo Los Angeles Times có phỏng vấn ông Nguyễn Cao Kỳ, hỏi tại sao ông không gia nhập tổ chức kháng chiến. Ông Kỳ ông bảo rằng, ông bảo kháng chiến mẹ gì đâu mà kháng chiến. Bảo họ nói rằng họ có 10.000 quân, họ huấn luyện ở trong các công viên ở trong rừng già. Ông Kỳ cũng trả lời, bảo bất cứ công viên nào ở Mỹ này cũng là nơi huấn luyện được hết, đâu ai cấm đâu, cứ chạy ra mặc quần áo vô sát 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 nhảy dù cố gắng biệt động quân sát. Lúc đó ông Kỳ ông đã nhìn thấy rồi, lao lếu. Ông đại tá Phạm Văn Liễu ông chết rồi, không muốn nói nữa. Ông anh này, ông anh cột kèo rồi nè, trung tá Rủy Có Lục Chiến, chĩa súng đại liên 50 đi vào trong bộ tư lệnh sư đoàn 7. Lúc đó ông Phạm Văn Liễu làm tư lệnh sư đoàn 7. Chuẩn tướng không quân Phan Phụng Tiên là người đi trong cái cuộc biểu đảo chính của Vương Văn Đông và Nguyễn Tranh Chi, bay từ trên sư đoàn 5 không quân. Lúc đó ông làm tham mưu trưởng sư đoàn 5 không quân. Trần Văn Minh làm tư lệnh của không quân. Bay xuống dưới căn cứ Đồng Tâm để giải quyết.
Nó chỉ là những cái sự thật. Ông Kỳ ông đã nhìn lúc nó nhìn thấy rồi. Thằng Thoại ở trên San Jose nó chết rồi. Đại úy Thoại. Hai vợ chồng đi với lại đám Hoàng Cơ Minh đi qua bên Thái Lan đóng phim. Ông Hoàng Xuyên là cái người làm cái cuốn phim đó đi theo. Lúc đó ông làm cho đài CBS của Mỹ, đài số 2 đó, nổi tiếng, một trong những đài lớn của Mỹ, gồm có ABC này, CBS này, KTLA này, những cái đài NBC này, những đài lớn của Mỹ. Và chính sau này ông Hoàng Xuyên không biết, ông tự thú. Ông nói là đó là đóng kịch, đóng giả để kích động tinh thần của đồng bào hải ngoại. Ông mà đóng ở bên Thái Lan chứ đâu có phải đóng ở Việt Nam đâu. Đóng kịch xâm nhập vào Việt Nam. Láo liếu. Hai vợ chồng đàng thoại. Nó ở trong ban biệt đoàn văn nghệ của biệt động quân. Du Mạc Sen này này. Du Mạc Sen nãy còn đang ở Mỹ này này. Lúc đó cũng làm ở trong đó. Trong ban biệt đoàn văn nghệ chứ. Nhưng mà Du Mạc Sen thì không không có đi qua bên 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 Thái Lan. Tất cả cái đám biệt động quân ở trên San Jose bây giờ đó. Bây giờ nhìn thấy sự thật chưa? Lúc đó, đó hỏi tại sao mà anh không đi theo, ông nói anh không đi. Mặt trận này mời Nguyễn Phương Hùng làm cái chức vụ gì nhỉ? Ở San Bernardino. Đại diện cho mặt trận ở San Bernardino. Giống như Trần Trung Dũng này. Ở quận Cám. Vâng, Tâm Định. Lâu lâu mình nói lại cái sự thật. Tại vì cái ông bạn kia ông biết ông bảo rằng tôi thằng lính quèn nhá ở biệt động quân mà biết gì mà nói về cái vụ mà Xuân Lộc. Thế những cái nhà ký giả họ không đi lính nhá, họ biết gì về Việt Nam mà họ nói về Việt Nam. Đó có phải là cái vấn đề họ biết là họ đi sưu tầm những tài liệu, những dữ kiện, những và họ đóng vào thành một biên tập, thành một cái bài viết chứ đâu cần phải đi lính. Nhưng mà nhà báo này từng nắm trong tay cả 800 cựu quân nhân của binh chủng biệt động quân. Được một cái là những anh em biệt động quân đó, cho tới ngày hôm nay chưa có ai chửi Nguyễn Phương Hùng hết nha. Chỉ có một người thôi. Nhưng mà cái anh đó thì anh là anh điên nha. Anh ấy vào hội Thủ Đức anh cũng quậy. Anh ở vào trong nơi này cũng quậy. Anh ở chỗ nào anh cũng quậy hết. Thành ra nhà báo không có đặt vấn đề. Còn tất cả những anh em đó, lý do có ai mà đi bảo trợ anh em biệt động quân HO mà đi qua bên Mỹ bằng nhà báo này không? Bây giờ đó thì cái vấn đề ở đây chúng tôi muốn nói với quý khán giả là có một độc giả nói rằng tại sao chúng tôi không có nói tới ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và bà Dư Nguyệt Ánh. Quý vị thấy rằng chúng tôi có nói chứ. Dương Nguyệt Ánh chúng tôi nói hoài, nói lâu rồi. Nói từ hồi Dương Nguyệt Ánh mà bị cấm rồi. Năm 2015 Dương Nguyệt Ánh đã bị cấm không được xuất hiện trong các chương trình của SBTN.
đặc biệt là chương trình Thường phê bình. Tại vì năm 2015, Dương Nguyệt Ánh đã tuyên bố một câu rằng là Dương Nguyệt Ánh là con của một HO, con thành ra đối với Dương Nguyệt Ánh chỉ có Việt Nam Cộng Hòa trong trái tim. Và Dương Nguyệt Ánh hoàn toàn đấu tranh để đòi hỏi cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Xin lỗi, nhiều khi cái người giỏi ở một cái cấp bậc rất là cao mà họ không nhìn thấy cái dở của họ, nhìn thấy cái đà trước mắt người khác mà không nhìn thấy cái kim mà ở ngay trong cái con ngươi của mình. Dương Nguyệt Ánh là một nhân viên của Bộ Quốc phòng nằm trong cái nhóm để chế tạo bom, tức là chế tạo vũ khí của quân lực Hoa Kỳ. Mà quân lực Hoa Kỳ thì nằm ở trong chính phủ của Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ thì bạn có quyền chống ngược lại với lại những chủ trương của nhà nước hay không? 20 năm từ hồi Tổng thống Bill Clinton, rồi tiếp tục qua Tổng thống George W. Bush, rồi qua Tổng thống Obama, rồi bây giờ Tổng thống Donald Trump, cả hai đời Dân chủ và Cộng hòa. Bill Clinton và Obama là Dân chủ, George W. Bush và ông Donald Trump là Đảng Cộng hòa. Họ đã tới Việt Nam, họ đã tái lập băng rào và từ từ họ nâng cấp lên. Tổng thống Donald Trump vừa ở trong cái hội nghị cấp cao APEC 2017 đã nói rằng ngày hôm nay quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đi đến một cái giai đoạn toàn diện. Ông còn nói nhỏ vào tai của bác Trần Quang Đại, chủ tịch Trần Đại Quang, xin lỗi, nói nhỏ chứ ông Trần Đại Quang này, nếu mà ông muốn mua đó F-35 tôi cũng bán. Nhưng mà bác Quang nhà mình nói rồi, thôi chúng tôi đâu cần cái F-35, chúng tôi cũng có Su MK-30 rồi, nhưng mà chúng tôi mua F-16 thôi cũng được. Nhưng mà trước sau quý vị sẽ thấy năm 2018 này sẽ có rất rất nhiều thay đổi giữa quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam. Bà Dương Nguyệt Ánh, chúng tôi không muốn nói nhiều. Bà là cái giỏi của bà. Phải giỏi, người Mỹ nó mướn. Người Việt Nam phải hãnh diện là có một hoa khoa của bà Dương Nguyệt Ánh. Đúng. Nhưng mà mình hãnh diện về một người Việt Nam giỏi, chứ không, mình không thể nào mà mình chấp nhận là cái tư tưởng người Việt Nam nó lệch lạc. Bà giỏi như một chuyện nhưng mà tư tưởng bà lệch lạc thì thôi cũng vứt đi. Và bà đã bị chính phủ Mỹ cấm bà xuất hiện. Đó là lý do tại sao mà đang làm MC cho SBTN, cho các chương trình Thương phê bình, không được nói nữa và không được xuất hiện trong đám đông nữa nhé. Bây giờ còn ông Nguyễn Đình Thắng. Ông Nguyễn Đình Thắng này là ông cướp cái tổ chức Boat People SOS của tiến sĩ Nguyễn Hữu Sương ở dưới San Diego. Con tàu đó gọi là, lúc đó đã lấy tên là cái con tàu ánh sáng gì đó, The Luminaire Boat gì đó, chúng tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng cái con tàu ánh sáng này đó là tiến sĩ Nguyễn Hữu Sương lập ra ở San Diego để đi cứu những người đi vượt biên bị lênh đênh trên biển, không có tàu nào vớt, không có gì nào kia. Sau này Nguyễn Đình Thắng nhảy vào phòng Mai Giáo rồi cướp công.
Tuyệt vời cái gì đâu y hùng đấy. Và ông cướp công xong, ông mới biến cái tổ chức đó thành một cái tổ chức bất vụ lợi, và ông lấy phân của nhà nước. Cái vụ kiện của Nguyễn Thanh Tú đó có dính cho ông Nguyễn Đình Thắng, bởi vì ông Nguyễn Đình Thắng lúc đó là ông kết hợp với bên mặt trận. Và bây giờ chúng tôi kể lại cho quý vị nghe. Năm 2014, tại sao cái thần nguyện thư 130.000 chữ ký của Việt Dũng, ca nhạc sĩ Việt Dũng, bị vứt vào thùng rác? Việt Dũng vứt mà. Việt Dũng bảo chúng tôi mang 130.000 cái thỉnh nguyện thư này cho Tổng thống Obama. Ông không nhận thì chúng tôi vứt vào thùng rác. Và trong cái video đó, Việt Dũng cầm vứt vào thùng rác. Việt Dũng vứt thùng rác xong thì Việt Dũng cũng chết. Nhưng mà cái quan trọng chính ở đây là cái thỉnh nguyện thư nó là cái gì mà lại bị vứt đi. Vâng, thưa, cái thỉnh nguyện thư đó đó gồm có này Đỗ Phủ này, một tổ hợp luật sư của SBTN và nhóm Việt Dũng Nam Lộc đi lên Washington DC để đi vào ngày hôm đó, có sự móc nối của Nguyễn Đình Thắng. Và Nguyễn Đình Thắng đã hốt tay trên của nhóm SBTN. Còn thêm một tổ chức nữa là tổ chức của Việt Tân, đám trẻ Việt Tân. Là ba tổ chức, cái người mà móc nối được Tòa Bạch Ốc là Nguyễn Đình Thắng. Bởi vì Nguyễn Đình Thắng là người của Đảng Dân Chủ, có quen biết bên ông Obama. Nguyễn Đình Thắng sắp xếp đi vào trong đó. Nhưng mà đó, nó không phải đúng như cái tinh thần mà những người SBTN, Việt Dũng mới lại Trúc Hồ mới lại nhóm Đỗ Phủ mong muốn. Khi mà họ bước vào trong cái phòng đó, cái phòng nó chỉ giới hạn có 200 người. Ê, chào anh Song Phạm, đi đang đi vacation mà. Không phải tất cả ai muốn vào là vào. Và những người nào đó có cái giấy xác nhận, email xác nhận của Nguyễn Đình Thắng thì mới được vào. Mà lúc đó Nguyễn Đình Thắng hớt tay trên của bên Việt Tân và hớt tay trên của SBTN. Đi vào trong cái nơi đó đó thì nó không phải là cái buổi mà trình thỉnh thỉnh nguyện thư. Ở bên ngoài nó đề rằng á, nó đề bằng tiếng Mỹ, buổi hội thảo của giới trẻ Hoa Kỳ. Vào dòng chính, tức là những cái giới trẻ đó họ sẽ trở thành những cái dòng chính của Hoa Kỳ trong tương lai. Hoàn toàn không có nói gì cái vấn đề nhân quyền hay cái gì ở trong đó hết. Thỉnh nguyện thư đòi ông Obama phải có thái độ với lại nhân quyền ở Việt Nam. Thì thỉnh nguyện thư viết tắt bằng TNT. TNT tức là thỉnh nguyện thư. Thế nhưng mà nó TNT nó cũng có nghĩa là chất nổ. Cháy plastic nhá, C4. Nó là cục giống như cục bột mì đó. Gắn cái ngòi nổ vào trong đó, kích hoạt cái là nổ tung lên. Những người nhái của quân đội miền Bắc đã phá được cái kho xăng Nhà Bè bằng những cái TNT đó. Thì cái chúng tôi gọi cái đó là mà cái nổ. Lúc mà vào trong đó ngồi chờ thì chẳng có ai mời phái đoàn Việt Nam hết lên để mà gọi là thuyết trình về nhân quyền.
Việt Dũng tức quá, Việt Dũng nói ngay tại trong chỗ đó, ông Nguyễn Tường Thược ở New Jersey. Ok. Ông Nguyễn Vũ ở bên New Jersey chắc biết Nguyễn Tường Thược. Ông Nguyễn Tường Thược bị động quấn. Nguyễn Phương Hùng này đâu có lạ. Nguyễn Tường Thược, ông viết này, ông bảo rằng á, viết rõ ràng là Việt Dũng tức giận và nói rằng á, chúng tôi mang cái 130.000 chữ ký này để tặng cho Tổng thống Obama, ông không lấy thì chúng tôi vứt thùng rác. Và kết quả phái đoàn Việt Nam ra về 130.000 chữ ký thỉnh nguyện thư đi vào trong đất, và sau đó Việt Dũng uất ức. Tôi hỏi BB Hoàng Mai Việt Dũng chết như thế nào thì cũng giống như mọi ngày bình thường, Việt Dũng chuẩn bị lên trên đài. Thì hôm đó Việt Dũng không đi, không lên được. Việt Dũng gọi cho Minh Phượng, đài radio Bulsa, nói rằng sẽ tường trình từ nhà. Nhưng mà sau đó thì Việt Dũng té quỵ chết ngay tại cửa. Mà khi xe Hồng Thập Tự tới thì Việt Dũng đã chết. BB Hoàng Mai, Hoàng Anh là vợ của Việt Dũng, em có nói rằng không có phủ cờ cho Việt Dũng. Tại vì anh Việt Dũng, anh nói anh không phải là lính, anh không có phủ cờ. Nhưng mà rồi thì cộng đồng Việt Nam vẫn đè người ta ra. Tại vì cơ hội để đưa cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Ngày hôm nay có một anh Trần Chánh Quân gì đó, chúng tôi mới đăng lên trên Facebook đó. Anh ấy khiếu nại với tôi rằng anh Bình Hồ đã nói rằng những cái thằng cầm cờ vàng ba sọc đỏ là những thằng bại não. Yêu cầu tôi phải gỡ cái YouTube nó xuống. Trời ơi, kinh khủng chưa? Ra lệnh tôi phải gỡ xuống. Tôi vẫn nhã nhặn để trả lời, tôi bảo không. Làm báo, tức là làm dâu trăm họ. Và tôi không kiểm duyệt tư tưởng của bất cứ độc giả nào góp ý với chúng tôi. Tôi chỉ kiểm duyệt những cái ngôn ngữ mà vô văn hóa. Đó là lý do tại sao tôi nói tôi không chịu đăng những cái bài viết của Bùi Gia Việt và Trần Hải Yến. Tại vì các anh mà nói cái gì nhỉ? Quên mất rồi. Thì Việt Dũng bị đau tim rất nặng và bị tiểu đường, nhưng mà không có mổ được, lý do là tại vì anh bị tiểu đường, thành ra không thể bypass, tức là ấy cái ấy tim á, gắn cái để gắn cái hệ thống kích tim. Trở lại cái vấn đề cộng đồng, tôi xin mượn bài báo của ông Kim Âu Hà Văn Sơn ở Atlanta. Ông Kim Âu là một người chống cộng, nhưng ông lại là một người rất là chính phái, tức là ông không chống cộng mù quáng như cái cộng đồng Việt Nam. Và ông chống theo một cái lẽ phải, ông chống theo một cái quy trình là phải chống người cộng sản bằng cách là hợp tác để tìm ra một cái giải pháp chung. Thì trong bài báo của ông có những cái đoạn cũng hơi nhạy cảm đối với lại chúng ta.
Nhưng mà chúng tôi xin phép quý vị, tôi tôn trọng tác giả, chúng tôi xin cũng không xóa những cái phần. Tại vì á, có như vậy đó thì nó cái giá trị của bài báo nó mới nó tăng thêm. Tại vì một người chống cộng mà họ nói lên những cái sự thật của cộng đồng, chúng ta chấp nhận, đúng không? Cũng giống như bây giờ là 800 ký giả trong nước này. Đúng ra thì 800 tờ báo này, 800 tờ báo thì biết bao, mỗi một tờ báo biết bao nhiêu ký giả. 8.000 ký giả, 10.000 ký giả. Mà nói lên cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại này không có giá trị bằng một lời nói của nhà báo Nguyễn Phương Hồng ở hải ngoại. Bởi vì tôi là người chống cộng. Và bây giờ tôi trở lại với lại, tôi tìm ra được cái sự thật, tôi hiểu sự thật. Và tôi nói lên những cái ma mãnh của cộng đồng thì cái lời nói của tôi nó giá trị hơn, đúng không? Thì bây giờ xin phép các bạn, tôi đọc cái bài báo này của anh Kim Ngô Hà Vân Sơn ở Atlanta và ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng với cái đề tài là tuồng bịp mới đòi lại tài sản ở Việt Nam. Đọc xong hết bài báo chúng tôi sẽ phê bình và các bạn góp ý. Các bạn nào muốn lên thì các bạn cứ giơ tay, chúng tôi sẽ mời các bạn lên. Từ gần 20 năm trước, trong thời gian làm báo, có một số độc giả hỏi chúng tôi về việc người Việt tị nạn cộng sản, đóng vào một ngoặc kép, có thể đòi lại tài sản ở Việt Nam được hay không. Sau khi tham khảo nhiều trường hợp của bạn bè, trong đó có cả trường hợp của gia đình chúng tôi khi còn ở Việt Nam, câu trả lời là đòi được, nhưng đòi làm gì cho tốn thời gian. Tốn công, tốn tiền vô ích. Nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay đã nhiều lần làm mới, thay đổi, bổ sung, điều chỉnh luật đất đai để đáp ứng yêu cầu ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu tiến bộ để hội nhập với cộng đồng thế giới. Nhưng nói đến chuyện đòi lại tài sản ngày xưa thì đúng là chuyện mò trăng đáy nước, tìm chim lưng trời. Thực tế cho thấy, từ nhiều năm về trước, có rất nhiều người tị nạn, kinh tế chịu khó, chí thú làm việc, đã xây dựng được đời sống gia đình, ổn định được quốc gia tạm dung, tích lũy được tiền bạc quay về Việt Nam, đòi lại tài sản để tạo dựng cơ sở kinh doanh. Những người này hầu như đều được nhà cầm quyền Việt Nam đồng ý trả lại quyền sở hữu, nhưng rốt cục chẳng ai nhận lại đất đai, nhà cửa trước đây, vì giá trị thực tế của tài sản nhà đất đai hiện nay quy thành tiền không đủ để làm thủ tục thuế má, tiền trả cho Cục Quản lý Đất đai và bồi hoàn cho người đang cư ngụ, chiếm hữu, dọn ra, tức là giải phóng mặt bằng. Những chuyện người ngoại quốc về đòi nhà đất nước, nhà đất được trả lại mà không dám lấy xảy ra rất nhiều. Liệt kê ra vài trang báo chưa chắc đã hết. Hầu như ở những vùng đông người Việt Nam sinh cư, trong cộng đồng đều có truyền miệng nhiều trường hợp ở nói trên. Mấy tháng gần đây, câu chuyện đòi lại tài sản ở Việt Nam đóng vào một ngoặc kép bỗng được ông Nguyễn Đình Thắng PBSOS ra sức quảng cáo thành một tiêu đề rất kêu gọi là chương trình đòi lại tài sản bị tịch thu ở Việt Nam. Theo như cách trình bày của Nguyễn Đình Thắng, chương trình này nhằm giúp đòi lại toàn bộ tài sản, nhà cửa, đất đai cho người Việt tị nạn cộng sản ở Hoa Kỳ từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và dường như chưa có đủ nên đào sâu thêm tới sau trận đánh Điện Biên Phủ 1954 và thời kỳ cải cách ruộng đất dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Đấy. Quý vị xin lỗi, tôi đang đọc mà tôi phải cười. Ông Nguyễn Đình Thắng thuê cả một trang web để đăng những bài tài liệu đã cũ trong việc thực hiện một đạo luật có từ năm 1949 về việc đòi lại tài sản cho công dân Hoa Kỳ bị tịch thu
ở các nước chuẩn bị bình thường hóa ngoại giao như là một điều kiện là bằng chứng cho sự xuống thang của các quốc gia thù nghịch hoặc không có quan hệ tốt đẹp, thuận thảo với Hoa Kỳ. Trên những trang web chuyên ngành của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Quốc hội Hoa Kỳ, lịch sử về việc khiếu nại để đòi lại tài sản của người Hoa Kỳ tại một số quốc gia Đông Âu theo đạo luật International Claim Settlement Act of 1949, dẫn tới việc Bộ Tư pháp thành lập một ủy ban gọi là Foreign Claim Settlement Commission, tạm dịch là Ủy ban giải quyết khiếu nại nước ngoài. Trong quá trình mấy chục năm từ năm 1949 đến nay đã có một số trường hợp khiếu nại được xét tới. Các cơ sở kinh doanh sản xuất bất động sản của các công ty sản xuất và tài sản của công dân Hoa Kỳ bị các quốc gia khác tịch thu phi pháp được bồi hoàn. Tuy nhiên, những người khiếu nại đều là công dân Hoa Kỳ từ trước thời điểm tài sản bị tước đoạt, tịch thu hoặc quốc hữu hóa. Riêng với trường hợp người Mỹ gốc Cuba tị nạn trở thành công dân, việc khiếu nại đòi tài sản đã diễn ra từ ngày Fidel Castro lên cầm quyền cho đến nay đã gần 2 phần 3 thế kỷ. Năm 1955, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật lần đầu nhưng đều không đưa tới kết quả nào hết. Cuba đồng ý xem xét trả lại tài sản của những người công dân và công ty của Hoa Kỳ, nhưng không đề cập tới những người Cuba đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ sau năm 1961. Thế còn đối với Việt Nam thì từ khi chuẩn bị ảnh hưởng bình thường hóa quan hệ ngoại giao, Hoa Kỳ đã ép Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải bồi thường toàn bộ tài sản công tư những đương đơn Hoa Kỳ từ năm 1980. Chúng tôi xin trích dịch nguyên văn bài viết trên báo Los Angeles Times và vào năm 1994 để quý vị tham khảo. Một cái link này quý vị vào trong KBC Hải Ngoại để đọc. Chính phủ Mỹ tuyên bố rằng 1.300 đương đơn phải là công dân Mỹ vào thời điểm họ mất tài sản trong thời chiến tranh và phải xin bồi thường vào năm 1983. Thưa quý khán giả, bây giờ 2017 nha. Đây là bài viết. 25 tháng 3 năm 1994, Thuận Lê và Lizzie Dion là hai tác giả của hai tờ báo, nhân viên Times Star. Gần 1.300 người Mỹ gốc Việt đã nộp đơn trong tháng này nhằm khôi phục tài sản và tài sản ở quê nhà dường như không còn may mắn. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, người yêu cầu bồi thường phải là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm họ mất tài sản trong chiến tranh Việt Nam để đủ điều kiện để được đòi bồi thường từ chính phủ Việt Nam. Và quan trọng hơn, họ phải nộp đơn kiện vào năm 1983. Có nghĩa rằng là thưa quý khán giả, chúng tôi xin được bình luận vào cái này ấy. Có nghĩa rằng cái người nộp đơn đó, 1.300 người nộp đơn xin tài sản là phải là quốc tịch Mỹ, là công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam trong lúc mà bị mất tài sản. Thì lúc đó 1.300 người này có phải là công dân Hoa Kỳ không? Câu trả lời chắc chắn là không. Và họ phải nộp đơn vào năm 1983 cơ. Lúc đó có đâu đã có ai nộp đâu. Chúng tôi xin đọc tiếp. Các quan chức với cộng đồng người Việt Nam tại Nam California và cơ quan phi lợi nhuận đã đưa ra 1.285 đơn xin bồi thường mới trong 2 tuần vừa qua, cho biết họ đã biết về thời hạn năm 1983 và luật lệ về quyền công dân nhưng vẫn tổ chức lái xe. Ông dùng cái chữ lái xe đây là tức là đã biết là mình sai, mình không có bằng mà vẫn cứ leo lên để lái chiếc xe ô tô. Tại vì bây giờ mới theo lời ông Nguyễn Đình Thắng họ đi nộp đơn, mà họ không nộp đơn từ năm 1983, mà lúc đó họ đâu có phải là công dân Mỹ đâu. Chúng tôi xin đọc tiếp. Ông Liên Nguyễn
người tổ chức ứng cử, cho biết nhóm này hy vọng gây được áp lực với Quốc hội để sửa đổi luật năm 1980, đưa ra các quy định và cho phép những người nhập cư Việt Nam gần đây hơn để nộp đơn xin bồi thường. Tổ chức này cũng hy vọng đưa ra một tuyên bố chính trị, đóng vào một kép tuyên bố chính trị. Ông nói, Chính phủ Cộng sản Việt Nam không tin vào quyền sở hữu tài sản cá nhân, tất cả mọi thứ đều thuộc quyền sở hữu của chính phủ. Ông Nguyễn, người đứng đầu Ủy ban Bảo vệ Tài sản của nhóm, nói, nhưng nếu chúng ta có thể làm cho họ thậm chí chỉ ngồi xuống để thảo luận về điều này với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ làm cho họ nhận ra rằng có một quyền như thế, đó là cũng là một chiến thắng rồi, ông nói. Tức là ám chỉ rằng ông Liên, ông nói rằng chỉ cần nhà cầm quyền Việt Nam, chính phủ Việt Nam ngồi nói chuyện với họ là họ coi đó là chiến thắng, là còn vấn đề đòi được hay không đòi được là chuyện khác. Một phát ngôn viên của Văn phòng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở New York cho biết, cộng đồng người Việt Nam, Nam California đang quá lạc quan. Nhà nước Việt Nam cười mũi, cộng đồng Việt Nam quá lạc quan. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chính phủ Việt Nam không có kế hoạch nhận những yêu cầu từ những người chạy trốn năm 1975, nhưng không phải là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Ông Trần Quý Đức, những người đang cho họ hy vọng là không thực tế. Đó là lời của ông Trần Quý Đức, đại diện của phía nhà nước Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. David Bradley, cố vấn cho cơ quan chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thương lượng các yêu sách với chính phủ Việt Nam, cho biết những người nộp đơn mới này sẽ chỉ được bồi thường nếu chính phủ Việt Nam đồng ý làm như vậy, hoặc nếu họ thuyết phục Quốc hội sửa đổi luật. Chỉ có 192 người yêu cầu bồi thường được coi đó là có đủ điều kiện để sở hữu tài sản cá nhân và tài sản công ty trị giá là 99 triệu rưỡi đô la theo các đơn nộp từ năm 1983. Các công ty yêu sách bao gồm các công ty lớn như là IBM World Trade Corporation, Metro Goldwyn Mayer, United Artists Entertainment Corporation, Warner Bros. Incorporation và General Electric Corporation. Bốn cư dân quận Cam, một trong những người gốc Việt, nộp đơn trước thời hạn, yêu cầu khoảng 110.000 trong tài sản bị mất và các tài sản khác. Ông Bradley nói, họ là Robert Burns của Westminster và ông này đã chết. Cúc Phạm Norris của thành phố Orange và Pauline và Richard Wright thuộc thung lũng Fountain Valley, tất cả đều tìm kiếm sự bồi thường cho sự mất mát của các doanh nghiệp của họ. Paul Sowar, luật sư của Tustin, thành phố Tustin, đại diện cho bất động sản của Robert Burns nói, tôi đã được nói rằng chắc chắn có một cơ hội tốt để khách hàng tôi được bù đắp. Burns là một doanh nhân của thành phố Westminster, sở hữu công ty Index, nơi cung cấp thực phẩm và nhà ở tại Việt Nam cho các thành viên của một ủy ban quốc tế. Lúc đó ông Burns này cung cấp cho cái ủy ban quốc tế mà là kiểm soát đình chiến tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam nợ những người thừa kế của Burns khoảng 70.330 mà không quan tâm. Soa nói, các luật sư cho biết, ông không thể dự đoán được khi nào bồi thường có thể được trả. Bà Nga Nguyễn, 55 tuổi, người nộp hồ sơ cuối tuần tại Cộng đồng Việt Nam tại văn phòng Westminster ở Nam California, cho biết cô rất ngạc nhiên khi biết rằng cô không có đủ điều kiện để lấy lại hai ngôi nhà cô đã mất ở Sài Gòn và Ban Mê Thuột, một thị trấn ở vùng cao nguyên Trung Phần. Các tài sản đã bị chính quyền Cộng sản tịch thu năm 1979 khi Nguyễn trốn sang Hoa Kỳ. Tôi không nghĩ rằng luật pháp là đúng, Nguyễn nói. Trước hết, tôi chưa bao giờ nghe nói về sự tồn tại của đạo luật 1983 cho đến bây giờ và do đó không thể nộp đơn đòi lại những gì sự mất mát. Thứ hai, làm sao tôi có thể có được một công dân Mỹ vào thời điểm tôi bị mất nhà của tôi? Tôi đoán luật pháp không quan tâm đến việc mất tài sản của người Mỹ gốc Việt. Ông Nguyễn
Nói thêm, tôi hy vọng cộng đồng Việt Nam bằng cách nào đó có thể thuyết phục chính phủ Hoa Kỳ giúp chúng tôi thu hồi một số tài sản đã bị cưỡng bức lấy đi khỏi chúng tôi. Khi được thông báo rằng cộng đồng người Việt Nam ở miền Nam California đã biết luật pháp, ngay cả khi không có, ông Nguyễn nói, ít nhất họ cũng cố gắng và tôi có thể nói nhiều hơn về luật pháp. Bradley, luật sư của Ủy ban cho biết, Quốc hội đã thông qua đạo luật năm 1980, cho phép Ủy ban giải quyết yêu sách nước ngoài, một cơ quan bán độc lập nằm trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, chấp nhận các khiếu nại về tài sản bị mất tại Việt Nam. Luật được đưa ra vào tháng 2 năm 1983 là thời hạn cho tất cả các đơn đăng ký. Ủy ban này đã hoàn thành việc lập danh sách các khiếu nại vào năm 1986. Các cuộc thảo luận đầu tiên về tài sản này đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 2 năm và ngày 1 tháng 3, chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Clinton bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Việt Nam. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục vào tháng tới. Người yêu cầu bồi thường cũng muốn được hưởng 6% lãi phát sinh hàng năm kể từ năm 1975, khi Việt Nam Cộng Hòa bị Cộng sản đánh bại. Hết trích. Nhìn lại vụ đòi tài sản do ông tiến sĩ cò mồi Nguyễn Đình Thắng đang quảng cáo rầm rộ diễn kịch lói phỏng vấn với thị nở Nặc Nô Hoàng Lan Chi, bày trò sơn đông mãi võ, khuya chiêng đánh trống inh ỏi, nhưng không có gì là mới mẻ. Chẳng qua đó là hành động sao chép ý tưởng của một số người đã từng nuôi ảo vọng, những kẻ mộng du tâm lý trúng số. Tiến sĩ đào mỏ Nguyễn Đình Thắng hết trò nên moi lại một cái sự kiện thất bại đã cũ để tân trang lại thành một đám luật sư ế khách đói tiền bám sát thời cuộc, hy vọng thiên hạ lỡ ngỡ nộp hồ sơ khiếu kiện để có cơ hội làm giàu qua cái trò bịp bợm hợp pháp dưới hình thức dịch vụ pháp lý. Chương trình tu bíp đòi tài sản này chắc chắn đã có sự hợp tác chặt chẽ giữa Nguyễn Đình Thắng và Cao Quang Ánh. Chắc quý vị biết ông Cao Quang Ánh là ai nhỉ? Và vài công ty luật, vì nhắm vào cái số người mộng du ảo tưởng tôi gọi là Việt ngu. Tuy nhiên, những người đã sống trên đất Mỹ mấy chục năm chắc chắn không ai lọt vào cái bẫy đờm của tiến sĩ cò mồi Nguyễn Đình Thắng đang cố gắng bằng mọi cách để rây máu ăn phần. Sở dĩ chúng tôi gọi là trò bịp vì Nguyễn Đình Thắng đang cố tình đóng vào một ngoặc kép chính trị hóa dịch vụ pháp lý làm đơn đòi tài sản trở thành chuyện vận động cho một chương trình đã có sẵn và hết thời hiệu từ năm 1983. Mới hôm qua, Nguyễn Đình Thắng đã diễn trò ra thông cáo về việc hội thảo với mấy thượng nghị sĩ ở Florida về vấn đề anh chàng Thắng đang cò mồi. Thực ra Thắng bày trò kiếm cớ để thu gom một số người Việt để tìm cách ra mắt cái văn phòng thượng nghị sĩ ở tiểu bang Florida. Cái thái độ làm việc như vậy không thành thực, vì gần đây nhất cộng đồng người Mỹ Cuba đã thêm một lần thất bại trong việc đòi lại tài sản cho người Mỹ ở gốc Cuba, thì lý do tình trạng ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba không tiến triển khả quan. Thì quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hoa Kỳ đã bình thường từ hơn 20 năm. Chuyện bồi hoàn cho công dân và công ty Hoa Kỳ đã hoàn tất trước khi bỏ cấm vận cơ mà. Việt Nam hiện nay đã có một cái đối tác chiến lược của Hoa Kỳ, nên không có khó khăn gì để một người tị nạn trở về để đòi lại tài sản bị tịch thu một cách phi pháp. Ngày nay quý vị có thể đòi trực tiếp ở Việt Nam, nhưng hãy suy nghĩ cho kỹ, vì số tiền phải bỏ ra cho các thủ tục pháp lý chắc chắn không phải là nhỏ. Thậm chí, giá trị tài sản đòi được không bằng số tiền phải bỏ ra. Đối với những thành phần trong triều đình Việt Nam Cộng Hòa, ông này ông dùng chữ triều đình ấy, có nhiều tài sản do những cướp bóc của lương dân, của tham nhũng mà có thì chớ nuôi ảo tưởng, vì bản thân chúng tôi cũng thấy đó chỉ là của phi nghĩa, của ăn cướp, của vơ vét tham nhũng trên máu xương của đồng bào chiến sĩ trong khi cầm quyền mà thôi. Vì thế, những người nào muốn đòi lại tài sản ở Việt Nam,
Không việc gì phải làm chuyện ngu đần nộp tiền cho anh cò mồi Nguyễn Đình Thắng và đồng bọn của hắn. Trước đây, chúng tôi vẫn thường trích những cái trò hề đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam ở hải ngoại và gọi đó là cái trò đấu tranh dân chủ quậy và nhân quyền dởm. Thực tế dởm đó vừa qua Nguyễn Đình Thắng đã diễn vở kịch lói, lói đó, chữ L đó, với thị nở nặc nô Hoàng Lan Chi đã lộ rõ cái tính chất của những trò vận động đấu tranh đó đích thực là dối trá hơn là quậy. Đồng thời qua bài viết này chúng tôi muốn nhắc quý đồng bào chớ có nuôi cái ảo tưởng rằng chính phủ hay quốc hội Hoa Kỳ sẽ can thiệp đòi lại được tài sản cho những người này tị nạn trở thành công dân Hoa Kỳ sau năm 1975. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Những lời hứa hẹn nếu có chỉ là cái bánh vẽ vì luật của Hoa Kỳ chỉ có hiệu lực trong lãnh thổ Hoa Kỳ, không thể nào có hiệu lực phổ quát trên toàn cầu. Can thiệp vào công việc nội bộ luật pháp của các quốc gia khác là điều tối kỵ trong băng rào quốc tế. Chính phủ Hoa Kỳ không có nghĩa vụ và quyền hạn để làm những cái chuyện ngoài thẩm quyền do hiến pháp và pháp luật Hoa Kỳ quy định. Kim Mâu, ngày 17 tháng 12 năm 2017. Thưa quý khán giả, chúng tôi đơn cử một cái vấn đề rất là rõ ràng. Ông David Dương ở trên San Jose, ông ấy là chủ của cái công ty mà xử lý rác ở Việt Nam, công ty Đa Phước. Và ông đang có một cái công trình khác ở Long An thì bây giờ đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An ngừng lại sau khi có những khiếu nại ở Đa Phước. Thì ông David Dương đã từng về Việt Nam đòi lại tài sản của bố ông, đó là công ty giấy Sigodo. Sigoti, đó là cái công ty giấy hồi đó là đặc biệt duy nhất tại miền Nam để sản xuất giấy. Giấy làm báo, giấy in sách, giấy này kia. Thì ông biết nhà nước Việt Nam này bây giờ ông phải trả cái số tiền lúc ông bỏ cái công ty đó cho tới ngày hôm nay, nếu ông muốn lấy lại ngày hôm nay. Ông sẽ phải trả một số tiền là 1,5 triệu đô la. Thì ông David Dương đã từ chối. Nếu mà phải mà bỏ 1,5 triệu ra để mà nếu mà phải bỏ 1,5 triệu ra để mà lấy lại công ty giấy thì chẳng thà ông đầu tư vào công ty xử lý rác, ông cũng chỉ có khoảng 1 triệu, hơn 1 triệu đó. Và ông quyết định, lúc đó ông đang làm chủ 7 công ty rác tại miền Bắc Cali, ông quyết định ông bỏ tiền ra làm công ty xử lý rác Đa Phước. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, ông giáo sư Nguyễn Quý An, chủ tịch của hội nhà báo của Nam Cali này, của hội giáo chức, và nhờ chúng tôi đã liên lạc lúc đó thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn là ủy ban người Việt, thì chúng tôi chỉ giới thiệu chỗ để ông tới gõ cửa này. Chúng tôi không giới thiệu là thành ủy hay là ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cái gì hết á, tôi chỉ giới thiệu chỗ mà đây này là ủy ban người Việt, không có gì không có. Và ủy ban nhà viên người Việt đã đưa trả lại cho ông cái nhà mà ông không dám nhận. Bởi vì ông nói rằng bây giờ cái nhà của tôi ở ngay đường Lê Lợi đó. Ngay đường Lê Lợi giờ tôi lấy lại tôi bán không đủ tiền để tôi đóng cái thuế. Đấy. Đúng rồi. Cái chuyện đó chúng tôi không trách nhà nước Việt Nam bởi vì đó trong mấy năm đó ai ở cái nhà của ông người ta có đóng thuế không? Phải đóng. Người đóng thuế là đóng thuế của người ta. Người ta phải trả tiền để mà tu bổ không? Có. Thì bây giờ ông trở lại thì ông phải trả tiền.
Nó trả tiền cái người giữ nhà cho ông đó. Và cái người giữ cái nhà đó của ông là một, không phải là một người, bốn gia đình trong đó. Tại vì nhà bỏ trống không ai lấy. Bốn gia đình ở miền Bắc đi vào, họ vào họ ở. Và bây giờ họ được hợp thức hóa. Ông muốn lấy lại thì ông phải trả tiền cho người ta. Ông trả tiền cho chính phủ là mấy năm, không phải mấy năm, là mấy chục năm ông bỏ đi. Ông về bên này ông, anh Hùng ơi, chắc là không 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 lấy lại được. Sao này, Việt Cộng không cho? Bảo không, họ cho, nhưng mà nó lấy tiền đâu mà đóng thuế đấy, họ trả mà, họ đâu có giữ. Nhưng mà thưa quý khán giả, tôi không nhớ nhé, bữa hôm chúng tôi có nói chuyện ở trong với lại Ủy ban Người Việt ở trong thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Đình Chiểu, thì chúng tôi cho biết là chúng tôi được biết là không nhớ nữa. Nhưng mà nó đại khái á, nếu mà không có nộp đơn vào đúng cái hạn kỳ đó thì tất cả những đơn sau này đều không được cứu xét nữa, tức là hết hạn rồi. Nhà nước Việt Nam có ra thông cáo, ai có tài sản Việt Nam này kia xin cho này kia thì phải làm đơn, sau ngày đó là không được cứu xét, mà không có nghĩa làm đơn là được trả lại nhé. Thì đó là những cái chuyện mà chúng tôi thấy rằng đấy cái chuyện cũ rồi. Nhưng mà ông Nguyễn Đình Thắng này đó, ông cuối mùa này ông thấy người ta làm đủ hết nhiều chuyện, bên SBTN, bên Liên hội Cựu chiến sĩ, bên cộng đồng, bên hội cứu trợ thương phê binh cô nhi quả phụ, làm tiền quá về cái vụ thương phê binh. Bây giờ ông phải nghĩ ra cách gì, bởi vì ông không làm thì ông chết. Cái nghề của ông là cái nghề nước bọt, mà bây giờ Đảng Dân Chủ của ông hết rồi, ông ở đâu còn, ở trong tòa Bạch Ốc nữa. Thế nên ông phải đi tìm chuyện. Ông lợi dụng một ông, mấy ông sắp sửa ra ứng cử ở bên Florida, ông ra ông đứng đại diện, ông bảo ông đưa này cái vụ này này kia sẽ được có phiếu của người Việt Nam. Đó là cái vụ mà đòi lại nhà cửa, mà luật pháp Việt Nam và cho cái luật của Mỹ nữa, chưa có một tổ chức nào đòi lại nhà cửa của những người cư dân nhé, người Nhật nhé, người Tàu nhé, người Đại Hàn nhé. Ok Bình, anh David Lê.